bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc soạn 100 năm trước để công kích tình hình nhân quyền Việt Nam hiện nay. Ngày 19 tháng 12 năm 2018, một số thành viên, thân hữu của Tổ chức Diễn đàn Xã hội Dân sự đã soạn thảo và công bố một văn bản mang tên Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam. Văn bản này được soạn phỏng theo bản Yêu sách của dân tộc An Nam mà Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị các nước thắng trận trong Thế chiến thứ nhất. Họp tại Cung điện Versailles vào năm 1919, tức tròn 100 năm trước. Cụ thể, trong khi bản yêu sách của Nguyễn Ái Quốc gồm 8 điểm sau, thì diễn đàn xã hội dân sự đã lấy lại cả 8 điểm này, dù chỉnh sửa một chút về nội dung sao cho phù hợp với bối cảnh mới. Cuối văn bản, nhóm soạn thảo cũng tuyên bố rằng nếu nhà nước Việt Nam không đáp ứng 8 yêu sách của họ, thì Việt Nam sẽ không thể thoát khỏi thực trạng trì trệ về kinh tế, thối nát về chính trị xã hội và nguy cơ đánh mất chủ quyền quốc gia. Sau đó, họ kêu gọi người dân đấu tranh để đòi các quyền được nêu trong yêu sách. Được biết các ông Hoàng Dũng, Võ Văn Tạo và một số cá nhân khác đã khởi thảo bản yêu sách này rồi đưa cho những người khác góp ý. Sau đó, họ vận động 100 tổ chức và các cá nhân ký tên vào bản yêu sách để tượng trưng cho 100 năm trước khi đăng nó lên internet. Có 8 tổ chức ký tên, còn lại là cá nhân. Các tổ chức này bao gồm Diễn đàn Xã hội Dân sự, Văn đoàn Độc lập, Bô Xít Việt Nam, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Đàn Chim Việt, Nhóm Văn Lang, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Nhà báo Độc lập. Sau đó, nhiều tổ chức và các cá nhân khác liên tục ký tên vào bản yêu sách. Đến nay mới được 383 người vào hội đoàn. So với nhiều đợt ký, kiến nghị, thư ngỏ mà diễn đàn xã hội dân sự từng phát động trước đây thì con số này vẫn còn khiêm tốn. Khi trả lời phỏng vấn đài RFA tiếng Việt, Hoàng Dũng cho biết ông muốn dùng bản yêu sách này để đẩy nhà nước Việt Nam vào thế kẹt. Cụ thể, nếu nhà nước không chịu đáp ứng 8 yêu sách về nhân quyền mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng đưa ra cách đây 100 năm, thì dư luận sẽ có lý do để tin rằng tình hình Việt Nam không thể cải thiện sau một thế kỷ và công sức đấu tranh trong 100 năm qua đã trở nên vô nghĩa. Từ đó, nhà nước Việt Nam sẽ mất tính chính danh. Nhưng có phải tình hình nhân quyền Việt Nam không hề cải thiện sau một thế kỷ? Như nhận định của Hoàng Dũng không? Nếu xét kỹ từng chi tiết và số liệu cụ thể, ta sẽ thấy không có chuyện đó. Hãy lấy quyền tự do lập hội làm một ví dụ. Theo thống kê năm 2014, Việt Nam có 380 hội có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh và thành phố, 18 tổ chức công đoàn ngành, 6.020 tổ chức hoạt động ở cấp địa phương và hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Trong khi đó, số tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam đã tăng từ 70 tổ chức vào năm 1986 lên 210 tổ chức vào năm 1994 và 650 tổ chức vào năm 2006. Các luồng ảnh hưởng tới nước ngoài cũng tạo ra hàng trăm tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam, nhưng không thực thuộc mặt trận tổ quốc, mà hiện nay chưa được thống kê đầy đủ. Ngoài ra, còn có hàng vạn câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ cư dân trung cư không đăng ký hoạt động với nhà nước nhưng đang hiện diện phổ biến trên Internet. Dù bức tranh này chưa hoàn hảo, nó hoàn toàn khác biệt với môi trường vào năm 1919, trong đó mọi đoàn thể của người Việt Nam đều bị cấm đoán. Về quyền giáo dục, vào năm 1920, chỉ có 0,43% tổng dân số trung kỳ và nam kỳ là học sinh. Hiện nay, con số này là 24,44% và Việt Nam đã có phổ cập giáo dục ở cấp tiểu học trên phạm vi cả nước khác với lời ông Dũng, cũng không có bằng chứng vững chắc cho thấy kinh tế Việt Nam đang trì trệ và Việt Nam đang đối diện với nguy cơ mất chủ quyền ở mức cao hơn các giai đoạn khác trong lịch sử. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81% vào năm 2017 và đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Dù sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hàm chứa nhiều yếu tố thiếu bền vững, không thể phủ nhận rằng nó đã cải thiện đáng kể mức sống và cơ hội của nhiều cư dân nông thôn đang chuyển lên các thành phố làm việc hoặc các vùng nông thôn đang được đô thị hóa. Về vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, báo cáo của chính phủ Mỹ khẳng định rằng vào năm 2015, Việt Nam đã kiểm soát 48 điểm trên quần đảo Trường Sa, cao gấp đôi so với năm 1990. Trong khi đó, ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc chiếm 8 điểm, Đài Loan chiếm 1 điểm, Philippines chiếm 8 điểm, Malaysia chiếm 5 điểm. Về vấn đề chủ quyền chính trị, không nước ngoài nào có quyền can thiệp để thay thế nguyên thủ quốc gia hiện nay của Việt Nam, giống như nước Mỹ từng làm để thay thế ông Ngô Đình Diệm. Như vậy, hai ông Võ Văn Tạo và Hoàng Dũng đã đánh giá tình hình xã hội Việt Nam một cách phản khoa học, do chỉ dựa vào báo chí lẻ trái mà không tham khảo số liệu thống kê và đời sống thực tế của các nhóm cư dân. Vì lý do này, mánh tuyên truyền khôn vặt của hai ông sẽ không thuyết phục được đông đảo người dân và nhanh chóng bị dư luận quên lãng.